Vâng, những thông tin mà tôi nghĩ rằng hết sức ý nghĩa, đặc biệt là thông tin cuối cùng đúng không ạ? Còn bây giờ thì chuyển sang một phần tiếp theo, thì từ trước đến giờ người ta vẫn thường thấy là có những cái siêu sao này, có những cái pha hài hước ở trong các bộ môn thể thao được chuyển thể thành các tác phẩm điện ảnh. Nhưng mà ngày hôm nay thì một bộ môn có thể rất đặc biệt, nổi tiếng ở trên màn ảnh nhỏ nhiều hơn hoặc là các rạp chiếu phim nhiều hơn thì lại trở thành phổ biến rộng khắp đối với rất nhiều người. Đó là môn thể thao gì thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá. Cung văn hóa lao động quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay thì tôi không hề có ý định mời quý vị khán giả tham gia vào một buổi dọn dẹp tổng vệ sinh, mà đơn giản là tôi muốn giới thiệu với quý vị một môn thể thao hết sức đặc biệt, mà dụng cụ để chơi môn thể thao này là những chiếc chổi. Brooms down. Ready. Brooms up. Go. Thể thao mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay chính là Quidditch, một trò chơi phù thủy bắt nguồn từ bộ truyện nổi tiếng Harry Potter. Dạ, cũng thấy tò mò nên cũng muốn coi trực tiếp các bạn biến từ hình ảnh phim ảnh thành hiện thực như thế nào. Cái nhóm của tụi em là chủ yếu cũng là các bạn yêu thích sách vở. Tụi em muốn cho nó đúng với lại trong phim và trong truyện, là nó sẽ không khác gì mấy so với phim Harry Potter đúng không? Dạ, chỉ có điều tụi em không bay được thôi. Tuân thủ theo luật chơi quốc tế, Quidditch ngoài đời hay còn gọi vui là Quidditch của dân Muggle, được chơi trên sân bầu dục với 4 loại bóng và 3 cột gôn, có độ cao khác nhau ở mỗi bên. Mỗi đội thi đấu gồm 7 cầu thủ cả nam và nữ. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng chơi môn thể thao phù thủy này ngoài đời thực lại không hề dễ một chút nào. Vậy nên mới có những khán giả xem mãi vẫn không hiểu như thế này. Nếu như mà là một mình em mà kẹp chỗ dưới chân để mà chạy vòng vòng sân thì em cũng không có dám. Họ sẽ cảm thấy là tụi em kỳ quặc, kiểu sống nhưng mà hoang tưởng quá. Thành viên dần dần đông lên thì không còn ngại nữa. Em mặc giày đó, em không ngại. Con khá mới mẻ với người thường, nhưng đây lại là môn thể thao mà những người hâm mộ đội truyện Harry Potter vô cùng yêu thích. Từ năm 2010, Cúp Quidditch Thế giới đã được tổ chức mỗi năm một lần, thu hút hơn 50 đội tuyển đến từ hàng chục quốc gia trên thế giới. Giant Quidditch là đội Quidditch đầu tiên ở Việt Nam, được thành lập vào cuối năm 2014. Họ đã đặt ra cho mình những mục tiêu hết sức rõ ràng. Hy vọng là trong vòng 2-3 năm tới, thì tụi em sẽ thành lập một cái liên đoàn Quidditch chung với các nước như là Philippines, Malaysia, Singapore. Được công nhận bởi liên đoàn Quidditch Thế giới. Em có thể được quá xa vời không? Thực ra cái gì cũng cần có người tiên phong hết chị. Đích đến còn rất xa, đòi hỏi một tình yêu lớn và sự nỗ lực không ngừng. Điều đáng quý đó là các bạn đã tạo ra được một sân chơi mới, thú vị và hấp dẫn. Đây là một cái cơ hội cho những bạn mà đọc sách, mình có thể bước ra khỏi danh sách, bước ra khỏi internet để mà các bạn tập trung lại, gặp gỡ với nhau. Để cho mấy bạn là đi bắt đầu chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe.